Hiện tại là đang thả bơ mò tệ nhưng gặp một cái sự cố nhỏ xíu à. Ống ở đây thả ống đen này ha. Khúc này là khúc nối ở dưới mới kéo lên, nó bị kẹt mấy con bơm. Đây, bơm đang còn ở dưới nha. Dây dù, dây này chạy dây bè nha. Dây điện thì dây này thôi. Giờ kéo lên thì nó bị kẹt, đoạn nó lên được khoảng chừng 5 mét ống này. Lên khúc này. Đó, bây giờ kéo nó không lên nữa, mà ép nó lên thì sợ cái dây dù nó sẽ giãn, nó đứt. Đó, xài ống đen này còn xài nối nữa. Quá cha luôn. Mở máy lên thôi, cho chạy lên. Cho bơm chạy xíu anh. Cho mấy bơm, mở bơm giùm em cái. Bơm thì vẫn chạy nha. Kéo lên để đổi bơm thôi. Mà kéo lên một phát là tuột. Nước rất là sung. Ok, đợi chú để lấy băng móc vào cái này. Móc vào này kéo lên thôi. Nay mình đi cho cá nước đá uống. Nay là mình đi lấy cái bơm kẹt. Cái giếng nha, ở đây là giếng đá nha. Nó thào khoảng chừng 8 mét ống nhựa này thôi. Còn lại là đá. Kéo ống thì ống của nó này, nó bị tuột mất một khoảng chừng 5 mét ống đen. Đây đang ngoài kia. Ống đen bị tuột cho nên giờ chỉ còn dây dù và dây điện thôi. Đang dây điện thì lấy lên thì dễ lắm, kéo là nó đứt ngay chỗ mũi nối đầu nguồn đó. Nối máy là như đây này, là nó lên thì dây điện thôi. Dây điện thì quá đơn giản đúng không? Mũi điện rồi ta. Đây, đây là chỗ nối máy này. Ha. Tiếp theo là lấy ống đen. Đang đưa cáp xuống để lấy ống. Đây là Nhật, Nhật. Đây là thằng Nhật này, thằng thả ống xuống này. Đang luồn cáp để lấy ống đen lên. Dịch dịch cái ống này nha, dịch dịch lên thả xuống đấy. Đây, lên này, lên đoàn ống này, lên thôi. Lên luôn rồi chứ được. Lên luôn rồi. Kéo lên vô ống đi Nhất. Lên cái gì mới được. Nhịt kéo ra xá đi, ở đây nó có ngõ. Không phải tuột. Hả? Tuột ở dưới. Tuột đúng không? Tư nhất tu, rớt nhất. Dài lắm rồi. Dài nhất đấy. Hết tuột nó chứ đâu mà. Ừ. 10 mét nữa, 10 mét nữa, hy vọng trời thương 10 mét nữa. Hơn hết rồi, hết ống rồi đó. Ui chà. Tụt. Tụt gì vậy? Tụt gì máy á. Rồi Nhất ơi, được rồi. Lên đoàn nữa. Cái gì cả với ống 21? Kìa nha, kìa nha. Thêm một bước ra này, rồi. Lên còn luôn. Đi luôn đi, kéo Nhật kéo đi luôn đi. Nặng á. Từ từ em ơi, từ từ. Cứ đi từ từ thôi. Hai anh em đang bị kéo xử lý giếng tụt ống này, rất bơm này. Quá dài luôn. Nhanh lên. Rồi, thôi thôi thôi. Tụt nữa. Tụt nữa à. Không cái này. 30 mét. 30 mét 2 cây. Lên ra. Lên hết ống rồi. Cái này là cái gì đây? Hay là dây điện không? Hay là một cái vuông không? Hay cái vuông không? Ủa mình Nhật kéo được hả?
À được, quá quá nước á, bơm lên. Cái gì lên vậy? Đánh phu nó. Tội nghiệp nhỏ thế đó. Chủ nhà có chủ nhà mà đủ bắt... mà thì vuông không à. À vậy hả? Không được cái này đó. Sao? Thì vuông. Anh lấy tay đỡ. Cái máy nữa. Mà nhỏ tí chứ. Ôi giời, đỡ với hẳn mệt đấy kia. Ông này. Trời ơi. Lên. Kéo lên. Ủa mày nhỏ vậy? Anh rồi. Ok anh em. Này, lên. Lên thôi. Vâng, đây là một pha cứu máy hoàn hảo. Rưỡi. Anh ơi, giờ nó lên rồi sao? Lên rồi thì sao? Ừ. Cái này phải lấy tiền nhiều vô mới được. Nhiều là bao nhiêu? Kỷ lục luôn á. 15-20 triệu gì đó. Này, đục trời ơi. Gì hết rồi. Ừ. Vậy là kẹt cái ống không lên được. Hai ống. Ống. Hai ống ấy nè. Có nghĩa là gì? Hai ống dài dài không? Đó. Một đoàn 20 mét, đoàn đầu hai, nói chung hai ống này. Là vậy là nó xúc ra. Hai ống này phải nằm cùng nhau xong mà xúc được. Lúc đầu là kéo cái này lên trước này. Rồi. À, hiểu không? Là lên trước rồi. Ống ngắn á. Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà hai cái nằm cùng một mức ngay giếng luôn. Đúng không? Tức là hai cái xuống bằng nhau luôn chứ kìa, hai đầu kìa. Ồ vậy là ông làm rớt một ống xuống rồi. Vậy mà không nói gì. Hay là rớt máy bơm dưới? Hả? Hay là có con bơm nào dưới? Không có con bơm một. Vậy hả? Không. Ok, sau khi xử lý cái giếng cũ xong á. Đúng không? Ống đen của nó đây này. Bây giờ chủ nhà sẽ đổi ống đen thành ống bình minh ha. Tại vì ống đen nối nó cũng được bị tuột. Cho qua cái đã anh. Đây, ống đen này kéo lên hai ống nha, bị rớt một ống và bị dính máy một ống. Vườn này là vườn bưởi, quá trời đẹp, đẹp mê ly luôn, và đẹp không, chưa có vườn nào đẹp hơn. Ống này khu hết hết mấy, hình như là phải 5-6 hết gì đó. Ngoài kia là cái hồ. Đằng sau đó cái hồ xuống rồi mình sẽ có quay nha. Cho nó quay xong. Cái giếng này á, nó sẽ hút ra cái hồ đó à. Rồi từ cái hồ đó nó có một, hai con bơm để bơm đi tưới tưới bét á, bét phun á. Quen gốc cái mấy cái này ở trên đồi kia nữa nha. Mình thả ở đây một con, xong rồi mình lên trên kia mình thả con nữa. Tại vì ở đây mới vô điện ba pha, cho nên thả bơm ba pha hết. Bơm kia có 1,5 này, con này này. Mới lấy lên xong. Lấy máy ra Nhật. Máy kia đâu? Ôm ra. Gắn bồ này thì gắn ở trên kia. Còn bồ hôm qua để cho mình thì gắn ở đây. Đưa lại ôm cái này cho. Cái này bỏ riêng đi. Mình lại chỉ cảm với cái đồ đỏ đó được đấy. Ông sau mới đó, lấy hết cái đó là được. Rồi ra ngoài giếng luôn. Để đó đi anh, xíu nữa em làm hết cho. Xíu nữa cắt làm cho. Thôi hiểu rồi, hiểu rồi. Ta lấy cúp cái cầu dập tổng đó mấy anh. Không, không cần, không cần. Cái tủ điện thì bỏ đó, tủ điện bỏ đó. Bỏ điện giật đấy anh. Kè tháo ốc ra đi Nhật ơi. Trong cái bịch giỏ quên á. Ừ đúng rồi. Đưa qua kia.
coi rớt mất con. Đây là bùng quạt nhé, nhấc tay bỏ cái này ra. Mở hết con ốc này chứ cũng mỏi tay lắm ạ. Thanh niên 18 tuổi ở coi 5 hectare đất thôi. Vàng đeo đầy người. Ăn nhậu cũng không, đập đá cũng không, đụng gái gú bô bịch cũng không. Chích thôi. Giờ mày có cần người yêu không bộ Nhật để tao giới thiệu luôn. Thế má đẹp trai đủ mới lên mạng nhiều, nhiều nhiều ông con gái á. Hóa vô mấy vườn này nè, gà mày luôn. Cái kia là cục máy. Có cái gì vậy? Bịt, bịt cái giếng tạm lại. Ấy. Đó, con chắc. Bị rớt xuống hết. Mất con. Con ốc là giữ lại nhanh hơn anh Toan. Ốc đó với nóc ấy. Chịu trả lại cho. Hết chưa? Đổ ra. Đổ ra. Dỡ nó lên đổ ra. Dừng nó lên. Đổ đo lên lông ra. Rồi dừng lên để đến quay. Phải có cái đầu kia nó mới gắn vô mới được, mới thành con bơm được. Con này thì thả mắt để cao maximum luôn là 142 m, còn thả sâu nhất là 123 m. Ở mình ở đây á, mà mình thả ở đây là khoảng chừng 40 m á, thả trước tạm 40 m coi thử nó bơm như thế nào. Thì một giờ nó được khoảng chừng 6-7 cối. Mình nghe là một máy nặng nó nghe ngược. Qua đi, qua đi, qua đi chơi anh. Đưa qua đây luôn. Hả? Sạch lên. Đưa qua cho anh đó đi. Này đây đây, nhặt đứa cái này qua kia. Nó vượng. Bà cái này, mở cái đầu đầu cuột ra mới được. Bỏ xuống đây đi nhặt, bỏ xuống đi, bỏ nằm xuống nhẹ nhàng thôi nha. Đồ mới mà. Hàng còn trinh mà, mình phải nâng niu. Mở đi, ừ, mở đi. Ba trăm tám mươi vôn nha. Máy này thì bao xài. Hàng hàng của Đức, xài thoải mái. Nếu duyên không thần, chúng ta đần mất nhau. Mở cái nắp này ra rồi nhặt đây. Quay lại. Đây, hàn ốc rồi. Hàng zin mở cái tật. Để học mai một nó bị rớt từ hai cha con lăn mà lấy nhá. Ở đây. Xoay cái này qua cái dây điện. Từ quay cột này, giơ lên cả em quay cái cột cái. Rồi, lo đó. Chưa được, giơ lên chừng đó. Rồi, ok. Tại vì cái cố nó có cái răng á, hai cái răng á, mình phải quay quay chứ nó vô đều nhau hết á. Đâu có nữa rồi. Có 13. Anh giữ anh Toàn. Ngay chân nhịp đó. Đây rồi. Bây giờ mà rút kinh nghiệm thả mấy cái cáp á, không bình minh ha, không xài không đen nữa. Cao lên rồi. Đấy. Con này thì gì phải chá. Đây là anh Toàn đang làm mà run đói bụng.
hồi sáng mới ăn xong mà bây giờ đây 14:20. Đường kính của nó là 4 inch nha. Máy này. Cắt mấy anh đem 100 mét không? Dạ, 100 anh. Cắt bằng 2 đi. Dạ, để thả bên này xong rồi cắt xong. À, thả ở đây coi nó bị... Thả trước 40 mét đã nha. À. Thả trước 40 mét đã anh ha. Cứ 10 ống trước đi. Ờ, à, thì 40 mét đó. À. Ừ. Rồi anh muốn thêm thì thêm luôn. Chút con cắt cái nước đừng cho lên bồn nha, cho nó ra mương trước nha. Cho nó ra ao trước một hồi đã cho lên bồn. Chưa đâu, để test thử bơm cho nó chạy vừa vườn khoảng tiếng á tiếng á. Ừ. Xem thử nó có hụt có đồ gì không đã. Không hụt đâu. Không hả? Không. Anh cam kết luôn á hả? Chạy 2 năm rồi biết. Gì hả? Cột lên đem giữ cho mực nước cao nhất nó lên tới mặt đất mình là nó khoảng 6 mét, là mùa mưa đúng không, là vừa hết mùa mưa. À ừ. Chưa chặt chưa chưa điện 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 quay nằm xuống cho nằm xuống hay là đứng đây nè, thôi đứng vậy đi. Không, cái vòng này cái đá. Mới vào nẹt xong. Vừa nhặt. Bên này. Quay qua đây. Ốc rồi. Ốc bên này. Anh giữ anh ốc đi. Quay bơm qua anh Hoàng anh toàn chủ nữa. Đó. Cái nẹp này mọi người nhớ nha. Cái cắt cái điện này. Để chấn nó cắt. Cung này bỏ đâu rồi. Hai con ốc rồi. Ừ, con nào cũng được hết á. Quay ngược lại nơi, nhầm rồi, lật lại. Ừ. Họ. Đây đấy. Ông vượng cái chơi chế té này. Ông này. Rồi. Mặc kệ. Mấy nhiều có cây này nó cũng mát. À, mà cái cây này là chết luôn chứ. Vô vườn cấy như mấy này thôi không? Để năm chục mới để nạp được. Rồi hoàn đang ráp hoàn thành một con bơm này. Thank you.